hai cha con bị bắt giữ vì tham gia đánh chết đồng hương. Thấy con trai bị nhóm bạn đồng hương đánh do có mâu thuẫn, người cha rủ thêm bạn hẹn gặp đối phương để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra án mạng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hôm nay, ngày 25 tháng 10, đang tạm giữ đối tượng Sơn Chí Hải, sinh năm 2005, quê Cà Mau, Sơn Văn Minh, sinh năm 1979, cha của Hải, cùng một số đối tượng khác để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra, Sơn Chí Hải cùng với Hồ Chí Phiên, sinh năm 2004, quê Cà Mau, và Nguyễn Chí Linh, sinh năm 2006, quê An Giang, là bạn bè với nhau và cùng tham gia nhóm Facebook có tên là Tiểu Hổ với khoảng 60 thành viên, chủ yếu quê ở Cà Mau. Do có mâu thuẫn với các thành viên nên Hải rời nhóm và tuyên bố trên, nhóm sẽ đánh những thành viên trong nhóm Tiểu Hổ khi có điều kiện. Không vừa lòng với thái độ của Hải, trưa ngày 23 tháng 10, Phiên, Linh, Diễm, trưởng nhóm Tiểu Hổ và khoảng hơn 10 người trong nhóm đến phòng trọ của Hải tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để đánh Hải và buộc Hải phải xin lỗi. Đến chiều cùng ngày, Sơn Văn Minh, cha của Hải, đi làm về biết được sự việc con mình bị đánh nên đã nhờ một số người bạn hẹn gặp nhóm đối phương để giải quyết. Tối cùng ngày, hai nhóm hẹn gặp nhau ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. Lúc này Linh rủ theo Nguyễn Văn Kha, sinh năm 2007, quê Cà Mau, cùng một số người khác. Trong lúc ẩu đà, Hào bị một người trong nhóm của Hải dùng dao đâm vào ngực dẫn đến tử vong.